Anh cứu kìa. Nhanh lên. Chạy hết kìa. Cướp được các xe của tôi nè. Lên xe. Mày đây nè. Mày đang kia. Muốn chết hả? Mệt lắm không mày? Đi! Ngồi xuống mày! Ủa? Giao hai thằng cướp giật này cho anh đó. Cảm ơn anh Thái nha. Bữa nào rảnh đi uống cà phê nha. Chuyện nhỏ như con thỏ mà. Xử lý nó nha. Được rồi. Theo anh. Mình đi. Ừ. Anh đi nha. Tên gì? Nguyễn Nhân Tiến. Anh hả? Nôn nóng dữ lắm rồi phải không? Anh đang làm gì đó? Thì anh đang đi mua quà sinh nhật cho em chứ gì. Hoa của anh tới rồi mà, còn quà cáp chi nữa. Trời, sinh nhật của người yêu á, mình phải làm cho nó long trọng lên, đúng không? 5:30 chiều nay anh nhớ đón em ở công ty nha. Em có mời chị Đăng Thanh với Minh Hằng đi cùng đó. Vậy hả? Em cứ yên tâm đi, em muốn mời mấy người cũng được hết á. Chiều nay á, hai đứa mình gặp nhau nha. Vậy ha. Ừ, bye. Bye bye. Anh tên là Lê Giang Hải, 25 tuổi. Dạ. Còn chị là Lê Thị Phụng, 23 tuổi. Dạ. Anh chị có thể cho biết tại sao anh chị là gì? Không hợp. Anh chị có thể nói rõ hơn được không à? Anh nói là thấy em chướng mắt.
Thì cô cũng đã nói tôi như vậy. Ai biểu anh nói tôi trước? Cô nói trước á. Anh nói trước. Cô nói trước. Anh nói trước. Anh chị hãy bình tĩnh lại đã. Chỉ vì một hai câu nói thôi mà hai anh chị lại quyết định ly dị. Chuyện vợ chồng là chuyện trăm năm. Tôi khuyên anh chị về suy nghĩ kỹ, rồi sau đó mới quyết định coi có nên ly dị không. Sao anh nhiều chuyện quá vậy? Tụi tôi đến đây nhờ anh làm thủ tục ly dị á, thì anh cứ làm đi. Anh đâu phải là chính quyền đâu. Tụi tôi đã ngại tới chính quyền nên mới đến đây nhờ anh làm thủ tục ly dị. Thì anh cứ làm đi. Làm đi là lãnh tiền. Ở đó mà hỏi tới hỏi lui hoài. Tại sao lúc mà tụi tôi cưới nhau á, không có ông nào tới hỏi tụi tôi là tại sao tụi tôi lại cưới nhau? Anh nên suy nghĩ kỹ đi. Vậy có nghĩa là lúc cưới tôi anh không suy nghĩ gì hết phải không? Đúng vậy. Nếu mà biết cưới nhau đau đớn như vậy á, có giết tôi còn không cưới đâu. Được rồi, vậy hôm nay anh phải nói rõ trắng ra cho tôi biết. Nè, cào đi, cô chở cào lắm mà, cào nó đi. Thì lúc đó đánh nhau, đâu có để ý đâu. Em cũng đâu cố tình làm vậy đâu. Có đau không vậy? Dẹp đi, bộ tưởng chỗ bộ biết đau hả? Thôi, cài áo lại đi. Làm như đẹp lắm hay sao, mà khoe ra cho thiên hạ coi. Để em đi mua thuốc sức cho anh nha. Em nhớ đó, từ này về sau không được giữ với anh nữa nghe không? Dạ. Em biết rồi mà. Thôi đi về. Về đi về. Chào anh, em về. Bàn ghi trống kìa chị. Sườn kho, canh chua cá lóc. Rồi, chọn tiếp đi. Em thì cá lóc kho tộ, một rau muống xào tỏi. Dạ. Chị đợi chút ạ. Ừ. Sao? Bao lâu? Khai đã mau. Nói sao ta? Tụi em bắt đầu từ nửa năm nay rồi. Wow. Alo. Trời ơi. Chạy xe kiểu gì kỳ vậy? Chết rồi. Xin lỗi. Mù hay sao mà đụng cho tôi vậy? Xin lỗi, tụi không có thấy. Cô, xin lỗi cô. Tại vì hồi nãy tôi lo nghĩ việc quan trọng á. Không có xin lỗi gì hết trơn á. Anh đi đứng kiểu vậy hả? Đi như cướp vậy? Đâu có đâu. Vậy sao anh đụng trúng xe tôi? Đường rộng nhà mà cũng đụng nữa. Tại vì tôi không có tại bị gì hết trơn á. Tại anh chạy ẩu tới tại ai? Tôi đâu có dám đổ thừa cô đâu. Tại vì tôi đang nghe điện thoại cho nên tôi mới đụng cô. Xe cô có sao không? Chạy hết trơn rồi. Đền cho tôi đi. Cái này là vết cũ mà cô. Cũ hả? Anh đền xe khác đi rồi anh cạo ra có giống vậy không? Vậy tôi sẽ đền cho cô. Cái chân của cô có sao không? Ê, làm gì vậy? Định lợi dụng hả? Đâu có. Hồi nãy tôi thấy cái xe nó đè lên chân của cô á. Không biết cái chân của cô có bị... Thôi, không sao. Anh đừng có nói nhiều nữa. Đền xe cho tôi đi. Nếu không tôi kêu công an đó. Tôi đâu có nói là tôi không đền cho cô đâu. Để tôi đền cho. Cô cầm đỡ đi. Anh giữ mặt với tôi đó hả? Tại tôi hồi hộp quá. Bị lộn quá. Đây. Cô cầm đỡ cái này đi. Tôi không có lấy tiền. Anh đem ra tiệm sửa đi. Bao nhiêu anh trả? Nhưng mà tôi đang gấp. Tôi gọi công an đó. Để tôi sửa. À,
Ơ cô ơi, bây giờ tôi chạy chiếc xe của cô, còn cái xe của tôi á thì ai đi? Tôi đi cho. À. Nhớ giữ cái giỏ cho tôi nữa nha. À, cô cũng vậy. Nhớ coi cái giỏ giùm tôi nha. Biết rồi. À. Nhanh đi. À. Tưởng dễ hiếp tôi lắm hả? Dạ em chào chị. Chị cần gặp ai? Cho mình gặp anh Đình Toàn, trưởng phòng kinh doanh của công ty. Anh Đình Toàn, vậy chị có hẹn trước chưa? Dạ có. Dạ, vậy em mời chị lên trên lầu 1 phòng số 2. Ừ. Chào em. À, dạ. Xin hỏi em tìm ai? Dạ, em gặp anh Đình Toàn ạ. À, anh Toàn ở bên phòng này nè. Cảm ơn anh. Ừ. Vô đi. Dạ. Là cô hả? Mời cô ngồi. Dạ, cảm ơn anh. À, cô... À, cô là Thu Phương bên công ty quảng cáo Ánh Việt phải không? Dạ. À, cô tới đây có mình hả? Ừ, dạ. Vậy thì may quá. À, ủa, mà sao vậy anh? À, tôi tưởng là cô đi có dẫn thêm người tới đây đòi thêm tiền sửa xe hồi sáng nữa chứ. Tôi nhớ là tôi đã trả đủ hết rồi mà. Thôi, chúng ta vô việc nha. Dạ. Công ty của chúng tôi đang muốn chuẩn bị một chiến dịch quảng cáo lớn cho sản phẩm mới. Sau đó là những lần hẹn hò, đi ăn kem, uống cà phê, xem ca nhạc. Anh là một người đàn ông rất là lịch lãm. Em à, em sai rồi hả? Em có sai đâu. Thôi, uống như vậy là được rồi. Em vui quá à, rót cho em nữa đi. Thôi mà, anh thấy em đừng uống nữa nha. Để anh đi em về. Hôm nay em vui mà. Rót cho em nữa đi. Một chút để thôi em... nha. Ly cuối cùng thôi nha. Hết luôn. Thôi ngưng đi. Để anh đưa em về nha. Em say rồi đó. Không có sao đâu mà. Đứng dậy. Đâu có say đâu. Đi, nghe lời anh. Để anh đưa em về nha. Anh nha. Bộ nhà anh không có chỗ ngủ hả? Có chứ, nhưng mà anh thấy để anh đưa em về sẽ tốt hơn đó. Em muốn ở lại. Không được. Sao nghe là anh đi mà. Anh tốt với em quá à. Em à. Em
Phương. Phương. Hả? Trời ơi, ăn cơm đi kìa, nguội hết rồi đó. Chị, nó không ăn cơm đâu, nó ăn tình yêu no rồi. À, con quỷ này. Cái gì nữa? Alo. Hả? Em hả? Em về rồi à? Nè, em về hồi nào sao không điện thoại cho anh biết trước vậy? Để anh ra sân bay đón em chứ. Hả? Bất ngờ chứ. Còn anh hả? Anh đang làm việc ở công ty. Được rồi, anh sẽ về liền. Rồi, ok, em chuẩn bị đón anh ở nhà nha. Nhớ em nhiều lắm, nhớ em muốn chết đây nè, anh về liền. Nè, anh nôn rồi hả? Mới có 2 giờ mà. Là vậy nè Phương ơi. Chắc là... anh không qua đón em được rồi. Tại sao vậy? Công ty của anh á, đang có một khách hàng rất quan trọng. Có thể nói là rất rất... quan trọng? Đến độ có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh luôn đó em. Có dữ vậy không đó? Thật mà. Hay là vậy đi. Em và các bạn của em á, đi xem ca nhạc trước đi nha. Bữa khác anh bù lại cho em ha. Anh xin lỗi, đừng có giận anh nha. Sorry em ha, bye em nha. Có chuyện gì vậy Phương? Anh đi công tác đột xuất rồi. Sao mà trùng hợp vậy? Dân ơi, Dân. Dân ơi. Dân ơi, Dân. Dân. Em mới về. Tắm gì em ơi, luôn đi mà. Ui, hay là em đi tắm đi mà. Thôi, trời ơi, 2 năm rồi em ơi. 2 năm mới càng phải tắm. Em làm ta mất hứng rồi. Em muốn ở trong nhà tắm. Wow.
Vậy là tối nay em không đi coi ca nhạc được, đúng không em? Em cũng không biết nói sao nữa. Không sao đâu, hôm nay không đi, bữa khác đi cũng được mà. Dạ, vậy em về trước nha. Alo, Minh Hằng hả? Anh nè. Sao mà người ta đang chạy ngoài đường mà réo gọi ông sùm vậy? Thì mấy lần trước gọi cho em trong giờ làm em không thích, nên phải canh giờ này mới gọi cho em nè. Có chuyện gì thì nói lẹ đi. Đã một tuần lễ mình không gặp nhau rồi. Tối nay mình đi coi cặp nha. Bà chị mới cho cặp vé, nghe nói vở này hay lắm. Thôi thôi đi, mấy cái chuyện tình cảm sướt mướt đó, tôi làm mơ giùm cái, tôi không đi đâu. Vậy tối nay mình đi coi ca nhạc đi. Thôi, vậy đi nha. Có gì tôi gọi lại sao, tôi đang chạy ngoài đường, vậy nha. Ủa má, con Hằng nó chưa về mà sao dọn cơm sớm vậy? Dọn xong á, cái con Hằng về tới là vừa. Bữa nay TV có cải lương, dọn sớm để má ăn má còn coi nữa chứ. Dạ. Không biết gì hết trơn. Ủa, bây dọn cơm chưa vậy? Lát nữa Hằng nó mua bánh xèo về ăn mà. Ủa sao không nghe nó nói gì trơn vậy? Mà em con nó với ngoại hồi nào? Thì hồi sáng ông ngoại ngồi đây nè, nó đi làm nó nói là bữa nay mua bánh xèo về cho cả nhà ăn bữa. Trời ơi, vậy mà nó không nói gì hết trơn à, làm con nấu cơm quá trời luôn. Nhỏ này thiệt à. Chào cả nhà, con đi làm mới về. Bánh xèo đâu? Ủa, bánh xèo gì má? Thì con nấu với ngoại là bữa nay con mua bánh xèo về ăn mà. Ủa, con có nói không ngoại? Con nhỏ này thiệt tình, mới bị lớn mà nó lẩm cẩm mà. Già như ông ngoại mà chuyện gì ta cũng nhớ hết trơn à. Thôi bay ngồi xuống ăn cơm đi nè. Dạ thôi, thôi cả nhà ăn đi, con tắm xong rồi con ăn sao à. Ủa, sao kỳ á? Bới cơm ăn con. Dạ. Con mời ngoại. Là một ngày không còn lại những rối ràng, những tính toán, một ngày chỉ còn những tiếng yêu đầy thiết tha. Buồn phiền rồi cũng sẽ qua, người đến bên ta, tình chấm cánh bay thật xa. Ngày bình minh chợt đánh thức giấc mơ hoài tâm tôi, để nhìn quanh còn thấy tiếng yêu vẫn thế thôi. Người vẫn bên tôi, bỏ mặc những chia phôi, tình yêu nay vẫn chưa hấp hối. Từng ngày dài hoang lạc bước chia đôi, bỏ mặc bao ngày tháng gian nan ngọt bùi, từng tiếng yêu chân thành lúc mong manh, ngọt phút giây yêu thương còn say. Chợt nhìn lại khi vụt mất qua tay, và tình yêu người vẫn quanh đây âm thầm, để biết trong tay cầm chặt những yêu thương. Anh, uống nước đi. Cảm ơn em. Nè, Thảo Dân,
Em về sao không gọi điện thoại báo cho anh biết chứ? Bộ về tới đây không ai đón, em không buồn sao? Tại em muốn dành cho người chồng yêu quý của em một sự bất ngờ. Em à, lần này em về, em có đi nữa không? Đi chứ. Tại anh cũng biết đó, kỳ nghỉ hè của em á chỉ có 2 tuần thôi. Cái gì? Em định đi nữa hả? Em bắt anh á ở nhà một mình trơ trọi thêm nửa năm nữa sao? Nè, bộ em định giết chết anh hả? Anh á, anh thì đâu có dễ bị giết đâu. Giận thiệt hả? Giận sao không giận? Em chỉ giận chút thôi mà. Em chỉ định nói chơi thôi. Em chỉ học thêm một học kỳ cuối cùng nữa thôi. Thì xong á, em sẽ không đi đâu nữa đâu. Em nói thiệt không? Thiệt mà. À, Thảo Vân nè. Hả? Anh không ngờ nha, em đi lâu như vậy mà cái chìa khóa nhà của mình á, em vẫn còn giữ nữa. Cái gì thuộc về kỷ niệm với anh và em thì em đều giữ hết á. À, mà em công nhận cái ổ khóa nhà mình nó bền ghê ha. Dùng 2 năm rồi mà vẫn không bị rỉ. Anh nghĩ đã đến lúc mình phải thay ổ khóa mới rồi. Tại sao? Bởi vì nó quá cũ. Tùy anh. Trời ơi, anh còn chưa ăn nữa hả? Anh à, anh ăn đi chứ, cứ ngồi đọc báo hoài à. Em để đó đi, lát hồi anh ăn. Anh ngừng đọc báo, đem nói chuyện với anh có được không? Thì em nói đi, anh đang nghe nè. Tối nay á, anh có đi dự đám cưới con chú ba tổ trưởng không? Sao cũng được, tùy em. Sao lần nào em hỏi anh cũng trả lời có một câu, sao cũng được tùy em là sao? Bộ anh không thấy chán hả? Thì chỉ là đám cưới của con gái ông tổ trưởng tổ dân phố thôi mà. Ai đi mà không được. Nhưng mà đi hay không á, anh cũng phải nói cho em biết một tiếng chứ. Ba, mẹ, lát nữa ai đưa con đi học? Sáng nay á, mẹ sẽ đưa con đi học. Còn chiều ba sẽ đón con về. Chiều nay mẹ còn phải đi về đám cưới nữa. Thứ ba con đi học. Anh. Sao em thấy đồ ngủ của em, quần áo lót của em, đồ trang điểm của em, thậm chí bàn chải đánh răng của em, anh cũng cất đi hết. Em có cảm giác như anh muốn xóa bỏ hết dấu vết của em trong ngôi nhà này vậy á. Em sao vậy?
Em cũng thấy đó, trong căn nhà này đâu đâu cũng thấy đồ đạc của em hết đó. Vậy mà em biến đi đâu mất, không nhìn thấy, cũng không sợ được nữa. Theo em á, thì cảm giác của anh có khó chịu hay không? Nếu không cất nó đi, anh nghĩ chắc anh ở nhà khỏi đi làm luôn quá. Tội nghiệp cho anh, nhưng không biết có phải là vậy không đó. Trời ơi, ở bên Tây á, người ta dạy em nói chuyện với chồng cái kiểu đó đó hả? Người ta nói thiệt chứ bộ. Em giỡn một chút thôi, làm gì mà anh giận dữ vậy? Thôi, em năn nỉ mà. Quay mặt lại đây đi, em thương. Không được nói vậy nữa nghe chưa? Mới sáng sớm hẹn tao ra có chuyện gì vậy Cao? Mày biết tụi tao muốn gì mà. Thôi bình tĩnh đi, bạn bè có gì bỏ qua. Mình quậy nha. Tao không bạn với mày. Bạn cái con cờ. Lên tụi bay. Khoan, tụi mày chung một lúc luôn hả? Mày phải chơi như vậy. Được, thích tao chịu. Lên, lên tụi bay. Mới sáng sớm hẹn tao ra có chuyện gì vậy Cao? Mày biết tụi tao muốn gì mà. Thôi bình tĩnh đi, bạn bè có gì bỏ qua. Mình quậy nha. Tao không bạn với mày. Bạn cái con cờ. Lên tụi bay. Khoan, tụi mày chung một lúc luôn hả? Mày phải chơi như vậy. Được, thích tao chịu. Lên, lên tụi bay. Được.
Sao? Hôm nay ba chị em mình ăn cơm ở đâu đây? Em có hẹn rồi. Trưa nay chị với Thu Phương đi ăn nha. Ờ. Bye bye. Thu Phương, chị biết có một tiệm cơm mới mở ngon lắm. Hay là hai chị em mình đi ăn đi. Ok. Xin lỗi nghe điện thoại. Tới giờ nghỉ trưa rồi phải không? Dạ. Anh đang đứng trước cửa công ty của em đây nè. Em ra liền nha. Anh chỉ có một tiếng đồng hồ để gặp em thôi đó. Dạ. Chị ơi, em hơi mệt chút xíu. Em về nhà nghỉ một chút nha. Ờ, có cần chị đưa về không? Dạ thôi khỏi, em tự về được mà. Em về trước. Ừ. Phương. Đi em. Cảm ơn. Em à. Em giận anh hả? Sao tự nhiên giận người ta vậy? Em nói gì đi chứ. Người nói phải là anh mới đúng đó. Anh nói đi. Tại sao hôm qua anh cướp máy? Anh đã nói với em rồi. Ngày hôm qua hả? Anh đâu có cướp máy đâu. Hôm qua máy anh hết pin. Máy hết pin? Xạo. Anh lúc nào cũng đem cục sạc theo mà. Thì ngày hôm qua anh hết pin thiệt. Xong rồi cái anh lấy cục sạc á, anh cắm vô điện thoại, anh sạc ở công ty. Rồi tình cờ công ty kêu anh đi tiếp một khách hàng rất là quan trọng. Quan trọng lắm luôn chứ bộ. Cái anh giật cái cục sạc ra, anh bỏ cái điện thoại vô. Xong cái anh đi tiếp khách hàng cho tới tối luôn. Đưa khách hàng vô khách sạn nghỉ ngơi đàng hoàng hết rồi. Cái anh mới nhớ tới em. Anh mới lấy điện thoại ra anh gọi cho em. Nhưng mà anh thấy khuya quá rồi. Nếu mà anh gọi cho em lúc đó hả, thế nào cũng giật mình thôi. Giật dậy xong cái nghe giọng nói của anh, cái em không ngủ luôn tới sáng. Sao mà em đi làm được? Đâm ra người ta đâu có gọi đâu, đúng không? Người ta mệt muốn chết, vậy mà còn giận người ta nữa. Anh đó nha, anh cứ như biến mất khỏi thế giới này vậy đó. Đêm qua em thức trắng đêm luôn anh biết không? Em thức trắng đêm luôn hả? Ủa, anh nhớ ngày hôm qua anh đâu gọi điện đâu mà em thức trắng đêm. Khổ quá. Anh nói cho em biết nha, em không thể nào biến khỏi thế giới này được đâu. Cho dù là ngày tận thế, anh cũng sẽ tìm em cho bằng được. Để nói với em là anh yêu em. Anh yêu em nhiều lắm. Thu Phương à, đừng có giận anh nữa. Anh nói với em một điều là nếu như tiếp xong với khách hàng này, những gì mà anh nợ của em đêm qua, anh chắc chắn sẽ đền bù lại cho em gấp đôi, gấp ba lần. Em có chịu không? Nữa, khách hàng này vô duyên quá ha. Khách hàng của anh đang hối.
Thôi anh đi nha. Khoan đã. Hả? Anh nói anh có một tiếng lận mà. Một tiếng á là do anh dự tính thôi. Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Anh đi nha. Nữa, thiệt tình. Gọi liên tục à. Thôi mà đừng có giận anh nữa mà. Nè, chút xíu á, chút xíu em tự đi xe tới công ty nha. Nè, đừng có giận nữa mà. Biết sao không nhiều vậy không? Bù lại nguyên ngày nhớ em đó. Anh đi nha. Bye em. À, anh nè. Trời, à, hồi nãy anh để quên cái điện thoại trên bàn á. Trời, anh đó hả? Mới chút xíu à, nhớ anh liền vậy đó hả? Trời, anh còn nhớ em muốn chết luôn vậy đó. Ừ, nè, à, xong giờ làm việc, em muốn ăn ở đâu? Anh chở em đi ăn nha. Ừ, được rồi. Hả? Trời, mệt em quá. Bye nha. Trời ơi, tội nghiệp con gái của bà quá. Chờ ba nãy giờ hả con? Dạ. Thưa ba, con mới đi học về. Sao lại mới đi học về? Con phải nói là thưa ba, con mới tan trường về. Là bởi vì cha con mình có về nhà đâu. Ủa? Không về nhà, chứ mình đi đâu? Nhân dịp hôm nay má con đi ăn đám cưới. Cha con mình đi ăn tiệm. Cảm ơn ba. Vậy mình đi ăn ở đâu vậy? Con muốn đi đâu? Mình đi ăn bò bía đi. Nhất trí. Rồi lên đường. Đi. Rồi. Cảm ơn. Nè, ăn đi con. Ăn từ từ, mắc nghẹn bây giờ. Ngon quá. Ủa kìa, ngày nào cũng được ăn vậy. Con mà cứ ăn vậy, có ngày ba mẹ sát nghiệp luôn. Thôi, con ăn lại đi rồi về còn tắm rửa học bài nữa. Chưa, còn với đó mà đố mẹo á, con mới chịu về. Đố mẹo. Ừ. Thôi được rồi, con đố đi. Lịch nào dài nhất? Lịch sử. Quần nào rộng nhất? Quần đảo. Xã nào đông nhất vậy ba? Xã hội. Không chịu đâu. Cái gì ba cũng biết hết đó. Ba ăn vàng đúng không? Ba đâu có ăn vàng. Tại con đố dễ quá mà. Không ấy ba đố nha. Chưa có được, còn phải đố ba một câu nữa. Một câu nữa thôi nha. Rồi, con đố đi. Vì đầu tiên á, ba vô tắm, ba phải làm gì? Khi ba tắm là ba phải cởi đồ. Hay hô, ba sai rồi. Sao sai? Thì phải cởi đồ mới tắm chứ. Vì đầu tiên á, ba phải đóng cửa. Ha. Đúng rồi.
không đóng cửa thì người ta thấy hết làm sao. Thôi ăn lẹ đi con, mình còn về nữa. Tôi lặp lại với anh một lần nữa, trong vòng 15 giây anh phải làm cho người ta có ấn tượng sâu sắc về chiếc xe đó theo phong cách lạnh, hiểu chưa? Cái gì? Tôi mà vẽ được thì tôi mướn một nhà thiết kế như anh để làm cái gì chứ? Vậy đi. Anh kêu thức ăn rồi hả? Ừ. Dạ. Chị xem lại giùm em. À, bỏ món sườn xào chua ngọt giùm chị nha em. Dạ. Anh nói đi, em chỉ có nửa tiếng thôi đó. Nửa tiếng là quá nhiều, anh chỉ cần nửa phút để nói với em một câu thôi. Câu gì? Mình chia tay nhau đi. Anh Nghĩa, tại sao? Em có cần một người đàn ông để yêu đâu. Ủa, em không đi ăn đám cưới hả? Tự nhiên em không muốn đi, nên em gửi bao thư cho bà Tám mang đi giùm rồi. Thôi, hai cha con vô ăn cơm đi. Hồi nãy đón con về, hai cha con đi ăn bò bía rồi. Vậy là hai cha con no hết rồi phải không? Quên con về thưa mẹ chưa? Thưa mẹ, con mới đi học về. Con mới đi ăn bò bí về. Thôi, lên tắm đi con. Dạ. Tại vì anh tưởng em đi ăn đám cưới, cho nên anh mới dẫn con đi ăn chứ bộ. Đau quá. Trời chết cha. Cha, nguy rồi, nguy rồi. Chuyện gì vậy ngoại? Cái gì vậy ba? Nguy rồi, nguy rồi. Mà chuyện gì? Ba đi đâu vậy? Chuyện gì vậy ngoại? Đi lấy đồ vô, để ăn trộm nó lấy hết à. Dạ, đồ lấy vô hết rồi ba. Dạ, con lấy từ hồi chiều vô hết rồi. Dạ. Lấy vô hết rồi hả? Dạ. Dạ. Thôi ngủ đi, ngủ đi. Làm tao mất hứng à. Đang nghe cả lương, thấy không? Ngủ đi. Mất bà đâu rồi.
Sao, con gái mẹ gọi mẹ có chuyện gì không? Dạy làm toán hả? Dạ không. Mẹ ký giúp con sổ báo bài đi. Ừ. Đạo đức 10 điểm. Tập đọc 10 điểm. Anh văn 9 điểm. Toán 6. Sao toán con có 6 điểm vậy? Dạ. Lần sau con cố gắng hơn nha. Dạ. Thôi, con dọn dẹp rồi đi ngủ đi con. Dạ. Anh à, em muốn nói chuyện với anh một chút. Gì em? Con mình á, sắp lên lớp 4 rồi. Thì sao? Em muốn chạy trường cho con mình vô trường điểm. Chắc sẽ tốn một ít quà cáp đó. Quà cáp là sao? Thì là tiền đó, ít nhất á, cũng phải 1.000 đô. Bộ em không nghe báo chí là nắm cái vụ chạy trường hay sao mà em còn làm vậy nữa? Em mặc kệ, em không có biết báo chí nào hết á. Em không muốn con em học ngu. Thôi được rồi, em muốn làm sao thì làm. Lại trả lời nước đôi nữa rồi. Đến chuyện học hành của con mà anh cũng trả lời hời hợt thiếu trách nhiệm là sao? Cái trường điểm hay trường thường anh thấy có gì đâu quan trọng. Điều quan trọng là nó học như thế nào, nó có theo kịp người ta hay không. Đương nhiên là trường điểm phải dạy tốt hơn trường thường rồi. Học sinh sẽ học giỏi hơn. Nếu không á, người ta phân biệt trường điểm với trường thường để làm gì? Chuyện vậy mà cũng cãi. Nói về mấy đứa học trường điểm là đậu đại học hết. Còn mấy đứa học trường thường, thậm chí mấy đứa ở dưới quê á, là học ngu hết hay sao? Nói chuyện nhanh một hồi chỉ muốn cãi lộn thôi à. Chị hai em mới đi làm về. Sao về trễ vậy em? Ăn uống gì chưa? Dạ tại vì tối nay em làm đêm, cho nên em ăn ở ngoài rồi. Ủa, sao chị hai chưa ngủ? Chị hai đợi em hả? Ờ, chị chưa có buồn ngủ. Với lại chị tranh thủ chấm vài bài cho mấy em. Chị hai. Ừ? Đây là tiền chi tiêu tháng này. Chị nói má là nhớ trả tiền lặt vặt, điện nước này nọ, đừng để thiếu nợ. Mắc nợ kỳ lắm gì à? Hôm rày em có gặp Nghĩa không? Dạ, thôi, chị tranh thủ chấm bài đi. Em vô tắm cái đã. Nhích chân ra. Ê, cái gì? Em làm gì vậy? Nhìn không thấy sao mà không biết. À, trời ơi. Tại sao em lại lựa cái lúc anh đang làm việc em lại lau nhà? Em không đổi giờ khác được hay sao? Đi làm về là phải lo cơm nước cho cha con anh. Còn anh á, ăn xong là ôm máy vi tính cho tới khuya. Không lẽ tôi phải chờ anh đi ngủ tôi mới được lau nhà hả? Đã không biết bao nhiêu năm rồi, buổi sáng phải cãi nhau rồi mới đi làm được, rồi buổi chiều cãi nhau rồi mới ăn cơm được, rồi buổi tối phải cãi nhau thì mới đi ngủ được.
Bộ em hết chuyện làm rồi hay sao? Em không thấy chán hay sao? Anh mà cũng biết chán nữa hả? Tôi tưởng anh không biết chán chứ. Lần nào á, tôi hỏi anh cũng trả lời ý hệt một câu à. À, sao cũng được, tùy em. Tôi nghe câu này cả chục năm rồi, tôi cũng chán lắm rồi. Tại sao em đang nói chuyện này rồi cái sọt của chuyện kia là sao? Đúng, cái vấn đề nó là như vậy. Trong cuộc sống, không phải mình muốn bất cứ câu trả lời nào đều như em muốn được. À, thí dụ như em đang đi trên đường á, bị kẹt xe, à quẹo trái tốt hay là quẹo phải tốt. Mình đi ăn tiệm á, là tiệm này tốt hay là tiệm kia tốt. Rồi mình đi mua hàng á, là cái hiệu này tốt hay là hiệu kia tốt. À, sắp tới nhà nước hạn chế dự trữ mua bán vàng, à mình nên trữ đô la hay là trữ vàng. Sao em cứ bắt anh phải trả lời những câu hỏi mà không bao giờ có đáp án chính xác được là sao? Em chỉ muốn là anh có chính kiến của riêng mình thôi. Dù rằng đáp án đó có sai, nhưng mà dù sao anh cũng là một người đàn ông kia mà. Phải, anh là người không có tội. Nếu mà chuyện gì cũng làm theo ý của tôi, thì tôi cần một người chồng như anh để làm gì? Rốt cuộc cũng về được tới nhà rồi. Em, công nhận cái thằng cha khách hàng này, ổng lôi thôi dễ sợ luôn á. Em có gọi điện thoại cho anh đó. Ừ. Nhưng mà anh khóa máy. Ừ. Đâu có, anh đâu có khóa máy. Có thể lúc đó anh ở trong nhà kho, mà cái chỗ đó em biết không, sóng nó yếu lắm, chứ anh đâu có tắt máy đâu. Hehehe
em coi đó, mới có sáng sớm mà khách hàng cứ gọi liên tục, chán thiệt luôn á. Nếu chán á thì ở nhà chơi với em, đừng có đi làm nữa. Đây là thời điểm gay go nhất của công ty, làm sao mà anh ở nhà chơi với em được chứ? Nhưng mà em chỉ nghỉ được có 2 tuần thôi đó. À, thôi bây giờ vậy đi, để anh vô xin phép giám đốc coi sao, rồi về nói với em nha. Em thấy không, mấy anh chả gọi nữa, khổ ghê vậy đó. Anh nghe điện thoại cái nha. Dạ. Alo. Ok. Một chút nữa mình gặp nhau ở quán cà phê vắng nha. Bye ha. Thiệt tình, mới sáng sớm à, bị mấy anh cha khách hàng này quấy rầy hoài, khổ hết sức. Ủa, nước đây có rồi mà mới sáng sớm đi uống nước gì? Tối hôm qua thức khuya quá mà. Ăn sáng đi em. Con nhanh lên, mẹ chở con đi học. Xong chưa con? Dạ, con xong rồi. Bữa nay ba chở con đi học, con thưa mẹ đi. Thưa mẹ, con đi học. Ừ. Thưa ba, con đi học. Ừ, con gái ngoan. Ủa ba, chiều nay ai đón con gì ba? Mẹ đón. Vậy con với ba ba nha. Chị Thanh ơi, chị biết chỗ nào khám bệnh hay quên không? Em khám hả? Dạ không, ông ngoại em á. Ông ngoại em sao vậy? Chị ghé thăm hồi Tết, chị thấy bình thường mà. Ông ngoại em á, dạo này ông hay quên lắm, với lại lúc ngủ còn hay mơ sảng nữa. Hồi sáng này nè, ngoại chưa ăn sáng mà lại nói là ăn rồi. Chà, vậy là căng rồi đó nha. Theo chị biết, đó là một dạng tâm thần đó. À, đúng rồi, anh Minh có quen với một bác sĩ chuyên khoa về tâm thần, để chị nhờ anh xem sao nha. Rồi, vậy hả chị? Vậy thì em cảm ơn chị nhiều lắm. Còn nhỏ này, có gì đâu. Để bữa nào rảnh chị với bé Hà qua thăm ngoại nha.
Dạ. À, hôm qua đi chơi với người bạn trai có vui không vậy? Thôi, chị vô làm đi. Em gọi điện thoại chúc em vô sau. Ừ, đừng có vô trễ đó nha. Dạ, được rồi. Alo. Alo, Minh Hằng nè. Nghe giọng là biết ai rồi, có chuyện gì không? Tôi muốn nói chuyện với anh. Liệu có cần thiết không? Đương nhiên là có rồi. Anh cũng biết mà. Anh đâu phải là người đàn ông đầu tiên chia tay với tôi đâu chứ. Anh yên tâm đi, tôi không có làm phiền anh nữa đâu ha. Vậy thì còn gì để nói, mình chia tay rồi mà. Nhưng chuyện gì thì anh cũng phải nói cho rõ ràng chứ. Trắng là trắng, đen là đen. Anh đó hả, phải cho tôi biết rõ lý do. Vậy giờ cô muốn sao? 6 giờ gặp nhau ở chỗ cũ, được không? Trời ơi, anh có cần phải làm như vậy không? Coi nè, chỗ này bước qua cái là xong rồi. Anh làm quá quá à. Đi đường này chi cho nó cực vậy? Cổng trước rộng thênh thang sao không đi? Thì tại vì anh gửi xe ở cổng sau. Cổng sau lên đây có 10 thước à. Còn đi cổng trước tới 40 thước lận. Anh nôn nao muốn gặp em á, cho nên anh đi đường tắt cho nó lẹ. Nôn nao mà bắt người ta đợi nãy giờ hả? Bước qua bước một là tới rồi. Ờ ha, anh hơi bị lố á. Em ơi. À, giận hả? Sao anh khóa máy hoài vậy? Muốn gặp anh sợ khó quá à. Thì anh đang ngồi trước mặt em nè. Hù. Giật mình không? Trước kia có bao giờ anh khóa máy kiểu này đâu. Tại sao vậy? Thì em cũng biết đó, cái bản hợp đồng lần này nó phức tạp dữ lắm. Phức tạp? Đến 12 giờ khuya vẫn khóa máy. Kể cả điện thoại cho em cũng không muốn gọi nữa. Dạ anh dùng gì à? Cà phê sữa đá. Dạ. Em cũng biết mà, cái vụ thằng cha khách hàng này á, chả rắc rối dữ lắm. Nhậu nhẹt, karaoke, chơi suốt đêm luôn. Sau đó anh còn phải đưa ổng về khách sạn nữa. Anh nói thiệt cho em biết á, anh cúp máy á, không phải là anh trốn em, mà là anh trốn chả. Nếu không á hả, ổng mà không phải là khách hàng thân thuộc nhất của anh á hả, anh đã chửi vô mặt ổng từ lâu rồi. Tại sao điện thoại bàn mà anh cũng cúp luôn? Em thử nghĩ đi, nếu mà em gọi cho anh được á thì tất nhiên chả cũng gọi cho anh được. Ổng bắt được anh thì tất nhiên em cũng bắt được anh. À, Phương à, thôi mà cười cái cho vui cái coi. Dạ. Vậy có phải dễ thương không? Em à, có thể là anh đi công tác á. Tại sao vậy? Anh đi Hà Nội. Khi nào anh đi? Trưa nay nè. Sao giờ mới báo cho em biết? Anh cũng mới biết đây thôi hả? Thì công việc làm ăn em cũng biết, mình phải tùy cơ ứng biến đúng không? Vậy anh đi bao lâu? Khoảng 4-5 ngày gì đó. 4 hay 5 ngày? Thôi 5 ngày cho nó chắc ăn. Đi làm mà cũng chắc ăn nữa là sao? Không, ý anh nói là công việc mà 5 ngày cho nó chắc ăn, để mọi công việc nó được suôn sẻ, em hiểu không? Uống cà phê xong về em sắp xếp hành lý cho anh nha. Hành lý anh đâu có bao nhiêu đâu. Anh chắc chút xíu là làm xong liền à. Chắc không sao đâu, em yên tâm đi. Thôi được, nhớ gọi điện thoại cho em đó. Em yên tâm đi, anh sẽ gọi điện thoại cho em.
Dạ. Em đã thiết kế xong sổ quảng cáo cho sản phẩm kẹo thơm chưa? Dạ. Đưa chị coi. Dạ rồi chị. Đưa đây chị xem. Đây là bản vẽ, còn đây là bản kế hoạch nè chị. Chị, giờ này mà Thu Phương vẫn còn chưa đi làm nữa chị. Không biết là nó có đau bệnh gì hay không nữa. Nó chỉ có bệnh tương tư thôi, dướng vô mấy cái chuyện tình cảm á. Rắc rối lắm chị ơi. Thôi em làm việc tiếp đi. Sao? Vụ này sao rồi? Người ta hối dữ lắm á. Toàn bộ hồ sơ đã hoàn thành rồi. Nói trong ngày hôm nay tôi sẽ chuyển cho anh. Anh kiểm tra hồ sơ đi. Là em đây. Em gọi có chuyện gì không? Trưa nay anh về nhà ăn cơm với em được không? Trời, em bày đặt chi cho mất công. Anh ra ngoài ăn được rồi. Em muốn anh về nhà. Em có chuyện muốn nói với anh. Để tối về nói không được hả em? Buổi tối có con Ngọc Hà, không được tiện lắm. Sao? Có được không anh? Vậy cũng được. Anh ngồi xuống ăn cơm đi. Có chuyện gì? Em nói đi. Anh à, tụi mình đã cưới nhau 14 năm rồi. Em thấy hôn nhân của chúng ta đang có vấn đề. Ngày nào chúng ta cũng cãi nhau, đến độ em sợ phải về nhà, sợ phải chạm mặt anh. Vậy em muốn gì? Em muốn được giải thoát khỏi hoàn cảnh này. Đôi khi nhìn nhau thật xa lạ quá.
lang thang về đâu tình lại hơi ấm xa. Yêu em bao lâu tình yêu đậm sâu từng nụ hôn trao nhau nồng ấm cố gắng thật nhiều chỉ thấy thêm sâu. Lần sau cuối xin được nhớ, xin được mơ, xin được yêu, nắm lấy tay em, ôm em thật lâu, cho mưa đêm nay giữ em đừng xa. Một nụ hôn cuối chân tình ấy màn đêm quá dài, lại một lần tìm.